皆さんこんばんは。今日はもう一緒に勉強しましょう。今日は第7回ですよね。皆さんこんばんは。hôm nay chúng ta sẽ sang đề số 7 nhé và chúng ta sẽ cùng làm phần Mojigoi. Sẽ mỗi ngày sẽ luyện một chút đúng không ạ? Rồi bạn trọng sự này rất là nhanh. Chang san kon ban wa. Nay chúng ta sẽ làm cái câu đầu tiên nhé. Minasan yokumimasu ka? Mọi người đã nhìn thấy câu đầu tiên chưa? Hey, minasan ichiban ananka. Sắp tới bên mình có mở N2 của Skype lớp N2 246. Các bạn gọi inbox cho trung tâm nhé để mình có thể biết được lịch học chính xác hơn. Rồi bắt đầu là chúng ta phải quay trở lại với phần ôn tập nhé. Hey, nani desu ka? Ankete ni go kyoruku o onegaishimasu. Cái từ này các bạn có thể quen thuộc không? Câu số 1 các bạn sẽ chọn gì đây ạ? Chúng ta bắt đầu luôn nhá. Chữ này chữ thủ với cả chữ số đúng không? Thủ là tay, ok, T. Hoặc là siêu cũng có nhỏ T, đúng là cái tay luôn này. Siêu có trong từ gì nhỉ? Để tôi siêu đăng, đúng ạ. Siêu đăng là thủ đoạn ấy, đúng không? Ka siêu to ka desu ne. Còn chữ số thì có đọc là ka dự nhỉ? Ở đây có ka dự đây này là số luôn đúng không? Không có ka sự nhá. Đó ok. Hoặc là sư trong cái nin sư đúng không? Đó, nin sư to ka desu ne. Sư nin nhỉ? Có nin sư to ka desu ne. Đúng không? Thế nhưng mà trong trường hợp này các bạn nhá, thì hai chữ này nó ghép với nhau nó sẽ đọc là gì đấy ạ? Đúng rồi, ote sư desu ka. Chính xác, của tôi quá, eto ni bằng desu yo. Mà cái từ này các bạn hay bắt gặp trong cái từ gì nhỉ? Để tôi đang có tesuryo. Tesuryo, đúng không? Đấy là kiểu cái công lao các bạn nhé. Trong trường hợp này cái từ này là hơi mất công mất sức của bạn một chút. Thế nhưng mà mong mọi người là hãy giúp đỡ tôi để hoàn thành các bạn điều tra này, đúng không? Thì chúng ta có một cái phí đó là tesuryo, đúng không? Là chi phí khi mình kiểu như là nhờ người ta làm cái gì đấy chẳng hạn, đúng không? Mình trả phí hoa hồng. Đó, phí họ cho họ thì người ta sẽ gọi là tesuryo. Ok chưa? Rồi, sang về câu số 2 nào. Nani nani wo kaeru toki wa kokumin toyo ga hichiyou da. Rồi, ok, sang câu bạn là câu 1 có bạn Hoàng đã chọn 3 này đúng không? Đáp án 3 đúng là lúc này thì thực ra nó lại T thì là cái đóng cưng yomi đúng không? Còn ka dự là cái đóng cưng yomi của hai từ này, nhưng cái ghép vào nó lại lấy nửa này nửa kia cơ, đúng không ạ? Và những cái trường hợp như thế chúng ta đang phải nhớ thôi. Rồi sang câu số 2, mình thấy có bạn chọn 2, có bạn chọn 3 rồi này, để chúng ta xem nhá. 2 thì là horitsu nhỉ, đúng không? Horitsu thì nó phải là chữ, biết là luật pháp đã nhá, đúng không? Thì horitsu hay kore desu yo, đúng không? Đây là chữ pháp và chữ luật luôn này, đúng không ạ? Pháp trong từ phương pháp. Ok, vậy nó sẽ là cái nào? Yakusoku. Yakusoku là lời hẹn nhỏ, thúc vào chữ ước, đúng không? Rồi gì nhỉ? Yoyaku, đúng không? Đấy, chữ điều ước, đúng không? Đó, thì nó phải là kempo. Kempo đúng không? Đó, kempo các bạn nhé, là hiến pháp các bạn ạ. Đấy, để thay đổi hiến pháp, khi thay đổi hiến pháp thì người ta sẽ có gì đây? Kokumin toyo ga naka hichiyou da. Đấy, cần thiết phải có cái sự bỏ phiếu của quốc dân chẳng hạn, đúng không? Để xem cái vấn đề này nó bỏ phiếu chưa. Đấy, và trong luật Nhật chẳng hạn ấy thì nó có roppo đúng không? Đó, roppo. Đó, roppo to ka desu ne. Ota roppo to ka desu ne. Tôi xem nào. Ok, thì nó có nghĩa là kiểu có 6 luật của cơ bản nhất của Nhật ấy, đúng không ạ? Nó sẽ là cái là từ Kempo, luật pháp các bạn nhé, là hiến pháp, đúng không ạ? Rồi ok, sang với câu số 3 nào. Đấy, từ này hôm qua mình đọc nhầm đấy đúng không? Đấy, các bạn nhớ là chữ xuân này, ba người đi chơi mùa xuân và mùa xuân là haru. Đấy, mình nhìn kỹ hơn để nói cùng các bạn, không để bị sai mất nhỉ. Ok, vậy câu này chúng ta sẽ đọc như thế nào đây ạ? Ok, đây vậy câu số 3 các bạn chọn gì? Có 3, có bạn chọn 1, có bạn chọn 4 đúng không? Có bạn chọn 3. Ôi nhiều phương án quá. Đây là chữ giã này đúng không? Và chữ nguyên. Giã trong giã thái đúng không? Giã sai. Nhớ từ này không ạ? Đấy. Chữ nguyên là trong từ cao nguyên nhỉ? Kogen đúng không? Ok, đấy, chúng ta biết từ này đúng không ạ? Đấy, chữ giã trong giã sai. Khi mình học một chữ Hán thì thường thường là mình sẽ nhớ chữ đấy trong từ nào ấy để nhớ được, đúng không? Thì đó, nhưng đôi khi là nó sẽ kiểu như là cách đọc nó lại khác đi một chút, đúng không ạ? I mean Sahisachiburi. Vậy đáp án câu này sẽ là gì đây ạ? Có gen trong từ kogen hoặc genin từ đấy nhỉ? Ya cũng có trong ya sai. Tuy nhiên trong trường hợp này các bạn nhá, nó lại đọc là nohara, cánh đồng, đúng không? Haru no nohara ni naka hiking ni dekakita. Đó, mình đi kiểu đi chạy đi dạo đúng không, chạy bộ ở trên cái cánh đồng vào mùa xuân đúng không, những cái cánh đồng thoai thoải đúng không, vào mùa xuân. Đáp án phải là số 4 các bạn nhé.
chứ không phải mặc dù là hai chữ Hán nhưng không đọc theo âm Hán mà sẽ đọc theo âm Nhật. Nohara. That's it. 次, câu số 4 nào. この問題は後でなんか何々で考える。何々そうですね。はい、考える。cái vấn đề này để sau đúng không? Mình sẽ suy nghĩ làm sao nhỉ các bạn nhỉ? Chữ này là chữ chữ gì các bạn nhỉ? Các bạn đã nhìn thấy câu này chưa? Hãy 4 bằng お願いします. Câu 4 mọi người chọn 1 này đúng không? Từ này trong từ kaizen nhỉ? Cải thiện đúng không? Âm Hán Việt của nó chính là chữ cải đúng không các bạn nhé? Vậy cải nó sẽ đọc là gì? Có 4, có bạn chọn 3, có bạn chọn 4 này đúng không? Akidame, akidame là từ bỏ đúng không? Đấy nó thường dùng đúng không ạ? Akidame đúng không? Akidame được này đúng không? Akidame ra chữ Hán này cũng ra akidame được đúng không? Đấy có nghĩa là từ bỏ các bạn nhé. Akidame được nào đúng không? Mọi người đừng có từ bỏ, cấm không được từ bỏ đấy. Atatame được, that's not Atatame được đúng không? Đấy thì là ấm áp nhờ đúng không? Và đấy, nó chỉ đổi chỗ ra ta hoặc là ta ra đi với nhau thôi. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1 các bạn nhé. Hay ichi bằng để chỗ Atatame đúng không? Đó, mục lại một lần nữa các bạn nhé, để suy nghĩ sau đúng không? Kiểu thế, Atatame chứ cải mà, cải là cải thiện, cải là làm lại đúng không? Ok, Atatamete đấy nhá, không phải là Atatame mà là Atatame, that's not. Rồi sang câu số 5 nào. Đấy, chữ này các bạn nhá, Ngoto chiều đệ là cái kire no hana o takusan miru. Đúng không? Đang trên đường đi, mình biết là chữ đăng và chữ sơn đúng không? Mình biết là leo núi, biết rồi. Thế nhưng bây giờ nó đọc theo cách nào? Câu số 5 đúng không? Thực ra thì mình thường hướng dẫn các bạn khi mình học một chữ Hán, nếu mà có những âm ông yomi đi với nhau chẳng hạn ấy, thì mình thường hướng dẫn các bạn truyền âm. Đó là những âm mà vần chữ đăng đúng không? Đó có g đằng cuối, thường thường nó sẽ có trường âm. Chữ đăng này, ngay cả nó cũng có trường âm đấy các bạn nhé. Đúng không? Nó có từ tô trong tô rồ nhờ. Đấy, đúng không? Trong trường này nó là trường âm các bạn nhé. Tô rồ. Comment đâu nhỉ? Để chọn là chữ cách đăng của nó nào. Tô rồ, đúng không? Đăng trường là kiểu là lên sân khấu các thứ chẳng hạn, đúng không? Nhưng khi đi về chữ sơn các bạn nhá, thì nó đọc theo cách là không có trường âm các bạn nhá. Đó, tô gian, đúng không? Leo núi. Và ngay cả cái này là sang, đúng không? Fuji san. Nhưng trong trường này là tô gian. Tô gian. Nhìn thấy chưa? Đúng rồi, câu 5 sẽ là đáp án số 2. Câu 6 nào hay なんか presento ように何々ください. Câu số 6 mọi người sẽ chọn phương án nào đây ạ? Số 1, ô câu 5 nhiều bạn chọn 1 quá vì thấy có trường âm đúng không? Nó có cả cách đọc trường âm và có cách cả cách đọc không có trường âm các bạn nhé. Ok, vậy nó sẽ là cái nào đây? Câu 52 đúng rồi, câu 61 chuẩn luôn, chữ này là chữ bao đúng không? Hay chữ chân đề ください. Đúng không? Gói ghém nó lại đúng không? Đấy thì mình ôn tập những chữ khác luôn nhá. Chữ kamu đúng không? Là nắm bắt này đúng không? Ok. Kakomu đúng không? Là chữ vì cả bao vây đúng không? Đó mới gọi là sun sư mự đi đúng không? Đó chữ tiến các bạn nhá. Hãy kono kanji minasan oite kudasai. Ya, chiki nana ban. Hai. Cinderella, Cinderella, Cinderella. Cinderella à, như kiểu là gì nhỉ? Công chúa Lọ Lem à nhỉ? À, nani nani o yonda, mình đọc câu chuyện đúng không? Đây là chuyện cổ tích rồi gì đúng không? Về nàng công chúa Lọ Lem đúng không ạ? Câu số 6 các bạn ơi. Onegaishimasu. Cái này có bất chữ nhỉ? Trong đâu bất chữ? Có mono nhỉ? Trong có tổ tatemono đấy chẳng hạn nhỉ? Đấy. Còn đằng sau nó sẽ là katari, các bạn hay bắt gặp nó trong từ Nihongo, Betonamugo. Ngoài ra nó còn đọc là kha, năng cả kataru các bạn nhé, là kể chuyện ấy, đúng không? Thuật lại hoặc kể chuyện. Và trong trường hợp này đúng không, nó thiên về kiểu như chúng ta học từ vựng ấy, nhớ được từ vựng của nó sẽ ghép được, chứ nếu không thì nó đọc theo âm cưng yomi đi với nhau mà, đúng không? Đấy, như bạn Huyền Trang chọn hai này đúng không? Monogatari. Gần đúng như nói luyện biến âm đi các bạn nhá. Monogatari, monogatari. That's right. Ni bằng dame desu yo. Đấy chứ ạ, câu số 7 đáp án số 4 chuẩn luôn. Câu số 8 nào. Nhìn thấy chưa ạ? Camera no nani nani ga nanka kireta no de atarashii mono wo katta. Ok, cái này sẽ là gì đây? Đúng không? Chữ điện và chữ này chữ trì các bạn nhá. Đấy chứ ạ, đấy nó có bộ thủy đúng không? Thì là cái ao ấy, đúng không? Ike nhỉ? Đấy, đúng không? Ike các bạn nhá, là cái ao ấy. Đấy, nó mà thêm bộ thổ đằng trước ấy đúng không? Thì nó thành chữ chi, là chữ địa chứ đúng không? Đấy, thì nói về là đất đai đúng không? Đó, hoặc là cái jishin, địa chấn, chữ địa các bạn nhá, đúng không?
gì đấy nhỉ, mà có trong chữ tha, tha do shi to ka desu ne, đúng không? Thì nó thay bằng bộ nhân ở trước ấy, đúng không? Đấy, bộ để chúng ta nhớ được nó là chữ nào, đúng không? Ok, câu 8 đáp án số 2 chính xác rồi. Ni bằng des. Denki đúng không? Denki là gì nhỉ? Denki là điện đúng không? Dento như gọi là Dentoteki à? Nó là, nếu có chữ Hán thì chắc là nó sẽ là truyền thống nhỉ? Dengen điện nguồn đấy đúng không? Điện nguyên nó là Dengen là nguồn điện các bạn nhé. Yeah, chính em môn này đi, chúng ta sang cái phần môn này số 2 đúng không ạ? Nó sẽ là cái phần mà chúng ta chuyển từ Hiragana sang Kanji. Số 2 đúng rồi, chính xác. Bây giờ đến câu số 9 nào các bạn ơi. Cảm ơn các bạn, rất cần mẫn học bài nhỉ. Và như mình có nói đấy là sắp mình rất nhiều bạn hỏi mình về qua livestream nghe đi với đọc đi, thì thực ra nếu mà để livestream nghe với đọc chẳng hạn ấy, nhất là phần đọc chẳng hạn ấy, các bạn mở cái màn hình bé tí mà bắt các bạn đọc xong lại ngồi chờ chờ các bạn đọc chẳng hạn ấy, đúng không? Nó bị giới hạn thời gian, mọi người comment trước rồi comment sau, các bạn không có thời nhiều thời gian để mà lý giải được ấy. Thế nên là sắp tới mình dự định là sẽ ra một loạt các video đúng không, đó để mà hướng dẫn các bạn cách làm bài đúng không, nhưng mà mình muốn chữa theo một cái sách nào đấy, mình nghĩ là để các bạn dễ theo dõi hơn chứ nay cái này mai cái nọ chẳng hạn đúng không, đấy chọn lọc ra thì các bạn lại khó theo dõi, mình cứ phải chờ đợi cái của mình chẳng hạn ấy. Thì mình muốn là các bạn hãy sư mê cho mình xem là cái cuốn nào, cái giáo trình đọc nào các bạn đang sử dụng nhiều ấy, đó thì mình sẽ livestream, mình không livestream mà mình sẽ quay video đúng không, để chữa tất cả những cái phần bài tập đó cho các bạn đúng không. Tất nhiên là ưu tiên nhiều bài khó hơn, những bài dễ quá thì mình sẽ bỏ qua để đỡ phải cho thời gian mỗi bạn chờ đợi. Trong quá trình đấy các bạn cứ làm đúng không, sau đấy mình sẽ nghe lại cái phần chữa của mình ý để có thể hiểu rõ bài hơn đúng không ạ. Thế phần này thì Sensei hướng dẫn nghe và đọc, có mình sẽ hướng dẫn nghe thì mình sẽ hướng dẫn cách nghe của từng môn này đúng không, để biết là môn này cần chú ý cách nghe như nào, chứ không chỉ em không biết từ đến cùng đến lúc mà để em học hết phần này đã rồi em đọc từ cái thứ chẳng hạn đúng không, thì sẽ lúc đấy không kịp mất đúng không. Mà mình muốn là hướng dẫn các bạn cách các bạn nghe, sau đấy các bạn sẽ phải tự luyện là chính đúng không ạ. Đấy, chứ cứ trông chờ vào những cái video, những cái phần livestream của mình thì không thể nào mà chúng ta có thể nghe tốt được. Còn phần đọc cũng thế đúng không, mình sẽ hướng dẫn các bạn ra hẳn một video học cùng các bạn luôn đúng không? Liên quan đến cái phần phần đọc ấy thì bạn sư mê cho mình một giáo trình đọc nhá, sau đấy mình sẽ chữa theo cái giáo trình đấy đúng không ạ. Đó, ra video luôn ấy để các bạn theo dõi phần nào các bạn không biết dịch như thế nào hay là không biết cách tại sao phương án này đúng phương án lại sai, thì mình trong video đó mình sẽ giải thích cặn kẽ cho các bạn. Đó, có thời gian để giải thích cặn kẽ và nó sẽ hiệu quả hơn với các bạn nhé. Rồi, xin lỗi các bạn, chúng ta quay trở lại với câu số 9 nào. Tomodachi to wa testo de dochira ga iten o toru ka kyosho shite iru. Kyosho, vậy đáp án sẽ là gì đây ạ? Câu số 9, xin lỗi các bạn nhé, mình quay trở lại với câu số 9 đã. Đáp án là số mấy nhỉ? Số 1 chính xác, chữ cạnh tranh các bạn nhé. Đấy, cái tranh trong chiến tranh ấy, đúng không? Cái này cũng là show này đúng không, nhưng mà là mê đúng không, cái này cũng là show này nhưng trong kiểu là gì ấy nhỉ, cái đồ đang có show hồ show đúng không, phát sóng này đúng không, kiểu thế nhỉ, đây là cũng là show nhưng kiểu show đăng đúng không. Đó, như nó sẽ là kyo show đó số 1 nhá. Câu số 10, kono kaisa de wa hon o nan hon no henshu o shite iru. Câu số 10 đáp án là gì đấy nhỉ? Đáp án số 2 chính xác, chữ biên tập luôn các bạn nhá. Đúng không? Đó, công ty này là người biên tập chỉnh sửa. Đó, hên này trong ha hên mảnh vỡ đúng không, chữ phiến này đấy, cái đây cũng là siêu như trong đấy, đây là tập các bạn nhé, đây tập trung đúng không, như đây là tập là học. Ok rồi, xin lỗi các bạn, quay trở lại với câu số 11. Moto hayaku oyogeru yo ni naritai. Câu 11 đúng không, hayaku chính xác, nó phải là chữ tốc các bạn nhá, đây là chữ semai hay oshoku desu ne, và hayaku như này chữ tả mà nghĩa là sớm nhá. Rồi sang câu số 12 nào. Khi cái đó thở ra hay gai cô cửa e điêu các cửa chỉ tài. Câu số 12 ạ. Khi cai đúng không? Đây cũng là như là ghi nhỉ? Ghi cai nhỉ? Nghị hội nhỉ? Đây là ki nhỉ? Trong từ shoki. Biết từ đấy không ạ? Shoki. Những cái từ bát đũa, các thứ đồ ăn, đồ uống, các thứ chẳng hạn đúng không? Shoki. Đây cũng là ki nhỉ? Đúng không? Trong ki cai, trong ki... À, hai cái ki cai này các bạn này, đúng không? Thế nhưng chúng ta nhìn vào trong ngữ cảnh của nó nữa các bạn nhé. Đúng không ạ? Vậy ki cai này là ki cai nào? Đấy, câu 12 có nhiều bạn chọn 1, có nhiều bạn chọn 4. Một thì nó là ghi cay, chữ nghị mà, đúng không? Nghị từ trong từ cay, ghi cay, đúng không? Nên đáp án nó phải là gì đây ạ? Có hai cái đọc, đều đọc là ghi cay. Nhưng trong trường hợp này nếu có cái gì thì tôi sẽ muốn đi du học nước ngoài nhỉ? Có cơ hội chứ không phải là cơ khí, đúng không? Dame desu. Yau kotai wa yon ban desu. Nếu chưa? Có cơ hội các bạn nha. Chance to ka desu ne. Có. Kikai onaji desu yo. Câu số 13 nào. Hay netto
Nanka netto shopu de nanka kenbu yōhin o karita. Câu 13, các bạn chọn 3 đúng không? Karimasu desu ne. Đây là gì nhỉ? Đây là không phải chữ bán đâu nhá. Đấy, chết là nhìn nhầm đấy đúng không? Đây là trong từ kanzen đúng không? Hay shinkanzen của các bạn ấy đúng không? Đây là chữ khinh nhỉ đúng không? Hay karui to ka. Đây là kashimasu chứ không phải karimasu các bạn nhá. Đây là chữ thải đúng không? Đây là chữ tá này. Đúng không? Đó mới là mượn các bạn nhá. Mượn những cái đồ đi du cắm trại đúng không? Ok, mượn thuê ở trên trên mạng ấy đúng không? Netto shop. Rồi chính xác, câu số 14 nào. Mai toshi hana no nanka no hi to chichi no hi ni wa prezento wo okuru. Vào hàng năm thì cứ vào ngày lễ của mẹ, ngày lễ của bố đúng không? Hôm nay là ngày ngày gia đình đúng không các bạn nhỉ? Ngày gia đình Việt Nam đúng không nhỉ? Đấy, kazuku no hi. Thì mình sẽ làm sao nhỉ? Okuru. Câu số 14 mọi người chọn gì đây? Thực ra trong câu này nếu các bạn tìm nghĩ đến là okuru này nhỉ? Đâu nhỉ? Đây, chữ tống gửi qua cho bố mẹ cũng được nhờ, nhưng trong đây không có phương án nào là chữ tống đấy cả. Câu 14 vẫn có bạn chọn 2 nhờ. Hay là cái gì các bạn nhỉ? Hay là ô cự chứ nhờ, đúng không? Ô cự này, đúng không? Chữ chí à, đúng không? Đặt để, đúng không? Còn chữ này là chữ gì? Trong cũng là kỳ nhưng mà trong từ ký ô cự, đúng không? À đây là ô cự là, mình xin lỗi đây, ô cự này là như là ichi ô cự nhờ, đúng không? 100 triệu ấy đúng không? Đấy, còn chữ trong ký ốc cự thì nó phải có bộ tâm đằng trước. Đấy, mình sẽ nhớ như thế nhá. Đây, cái này cũng là ô cư rồi đấy, nhưng mà ô cư này là chỉ là ô cư sa mạ nhờ. Đấy, đúng không? Còn đây nó là chữ tặng các bạn nhá. Đấy, ô cư rự để chiếu, nhìn thấy chưa ạ? Đáp án sẽ phải là số 4. Đúng rồi, chính xác luôn. Hay, Dũng sang cô mong ạ. Gửi tặng chữ này chữ tặng luôn các bạn nhá. Mà nó gần giống với chữ tăng ấy, đúng không? Tăng là phu ê đữ ấy. Đó, nhớ luôn chữ án cho mình. Tăng thì phải đất mới tăng đúng không? Nó có bộ thổ đằng, bộ thổ đằng trước này. Đấy, giá đất tăng cao này, nhờ, đúng không? Còn đấy tặng đúng không? Ok, tặng là mua tặng ấy. Đấy, mua tặng thì có tiền nên đúng không? Nên có bộ bối trước này. Đấy, thế là mình sẽ phân biệt kiểu thế nhờ. Rồi, chiki desu ne mondai san, sẽ là xem là cái cách chúng ta sử dụng từ như thế nào nhá. Hiroi hokubutsu kan o nani nani ni sotte nanka kenbutsu shita. Kengaku shimasen. Câu số 15, đúng không? Cái bảo tàng rất là rộng thì mình sẽ đi kiến tập vào, đúng không? Đấy, đi tham quan học hỏi nó đi theo cái gì? Ni sotte, đúng không? Chúng ta có sotte, so. Chữ Hán của nó là chữ này, đúng không? Đấy. Câu 15, volunteer. Volunteer là ví dụ theo sự chỉ dẫn của người này ở kia. Thực ra cái mẫu câu này nó hơi thơ, nếu mà các bạn học hơi hướng N2 một chút các bạn nhá, đúng không? Nisho là dọc theo, men theo đi cái gì đó, đúng không? Đấy, các bạn nhá. Đấy, nên lưu ý cái này thì sẽ có dấu hiệu để các bạn chọn này. Đấy, đúng rồi. Đấy, câu số 15 mọi người đang chọn gì đây? Mình có bạn chọn 2 này đúng không? Rất nhiều bạn chọn 2. Có bạn chọn 4 này. Jun nanka so desu ne. Cái này sẽ là gì nhỉ? Để tố jun ni đúng không? Thuận và chữ vị đúng không? Hay tame desu yo. Men theo nhóm à? Grafu, grafu có cái nào là nhóm đâu? Grupu mới là nhóm chứ. Rồi, đáp án chính xác. Grafu là cái gì nhỉ? Đây không phải là grupu đâu nhá. Đấy, các bạn lại đọc nhìn lại nhầm, thoáng qua lại nhìn nhầm này đúng không? Đây là graph là cái biểu đồ ấy đúng không? Đấy, cái hình ảnh, cái biểu đồ graph ấy đúng không? Sơ đồ không đúng các bạn nhá. Mà men theo cái gì đó chúng ta chỉ men theo được một cái nhỏ nhỏ thôi, chứ cả cái biểu đồ thế làm sao men theo được, là mình đi theo cái đấy chứ đúng không? Graph no tori ni iku đúng không? Đi theo cái bản đồ biểu đồ đấy thì mới là dùng số 3 nhá. Còn volunteer đúng không? Theo sự chỉ dẫn của ai đó ấy, đúng không? Thì volunteer của người hướng dẫn, người ta gọi là gì? Tình nguyện viên à? Đúng rồi đấy, volunteer no tori ni, đi theo cái người này chẳng hạn, đúng không? Thì nó mới là volunteer. Còn juni rồi thì này, thuận tự là trình tự, thuận tự chẳng hạn, đúng không? Thì không đúng, không được men theo cái trình tự ấy được, mà phải men theo nó có yajiru shi desho, đúng không? Đáp án phải là số 1 nhá, hầu như nhiều bạn sai quá nhờ. Đúng rồi, câu đó các bạn nhá, đúng không? Đấy, nên phải yajiru shi, đi theo cái mũi tên, men theo cái mũi tên, men theo dòng sông, men theo bờ biển, men theo con đường này. Đấy các bạn nhá, đấy rất hay từ mình so, đó, ni so, đây là có mẫu câu của N2 luôn đấy ạ, đúng không? Đó là kiểu men theo cái gì đó, hoặc đi theo cái gì đấy chẳng hạn các bạn nhá, thì nó sẽ là sote, ni sote. Nhớ chưa ạ? Đáp án chính xác phải là số 1 các bạn nhá. Volantia, đúng không? Hoặc grafu, grafu là cái biểu bản đồ, biểu đồ ấy đúng không, hoặc là cái hình ảnh các thứ đấy ạ, đúng không ạ? Thì nó mới là cái số 3 này. Thì làm sao cả cái bản đồ, cái biểu đồ, hình ảnh nó rộng như thế này làm sao men theo nó được,
Đúng ạ, Juni là thứ tự, ở trình tự đúng không? Không phải men theo trình tự thứ tự nào hết các bạn nhé. Mà đây chúng ta sẽ đi theo cái biểu đồ. Đấy, thứ nhất là đi chỗ này, xong đi phòng kia, phòng trưng bày này, phòng trưng bày nọ đúng không? Đấy, nó cứ theo mũi tên thế. Thì chúng ta sẽ men theo cái đó các bạn nhé. Mấu chốt đây là cái từ này này. Đấy, Nisote. Nhớ chưa ạ? Đáp án chính xác phải là số 1. Ừ. Câu 16 nào. Câu 16 là gì đây? 신세트 나 카와카미 상님와 뭔가 看거지 너 시고도가 난이 난 토모. 야지르지 là mũi tên đúng rồi. Sau này khó quên. Đấy thì để nhớ được những cái đi mà mới mình sẽ nhấn mạnh các bạn là hay đi cụm theo như thế nào đúng không? Bởi vì chúng ta học là học từ không bao giờ là đứng riêng mình. Trong sơ cấp thì các bạn hay được kiểm tra từ vựng là sẽ theo là từ này tiếng Việt nghĩa là gì, xong ngược lại tiếng Việt từ này tiếng Nhật là gì đúng không? Đấy là để nhớ thôi, thực ra mà để hiểu được rõ bản chất của từ vựng thì chúng ta phải dùng nó trong câu hoặc là trong một cụm từ đúng không? Không bao giờ từ đứng riêng của mình cả, bao giờ nó cũng phải đứng trong một cụm từ hoặc đứng trong một câu hoặc thậm chí đứng trong một đoạn đúng không? Nên là khi mình dạy các bạn theo giáo trình Mimi cà đào bơi lội chẳng hạn ấy, hoặc là những cái giáo trình từ vựng chẳng hạn ấy, thì mình ngoài những cái ví dụ trong sách chẳng hạn thì mình lấy những cái ví dụ khác nữa để mọi người hình dung nghĩa của nó sử dụng trong ngữ cảnh nào, chứ không chỉ mỗi tiếng Việt của cái này từ này là như thế này, nhưng trong với từng đôi khi trong từng cái ngữ cảnh khác nhau thì nó lại dịch khác nhau. Và một từ trong tiếng Nhật các bạn biết rồi đấy đúng không, nó không chỉ có một nghĩa đâu mà đôi khi nó có nhiều nghĩa, bóng nghĩa, tượng hình nghĩa này nghĩa nọ chẳng hạn đúng không? Thì đó chúng ta phải linh hoạt trong cách sử dụng từ nhá. Đấy, câu 16 có hạn đáp án 3, 2, 3, 4 này, Huyền Trang đáp án 3 này, Michiko đáp án 4 này. Ồ, 3 là nhiều đúng không? Chúng ta xem nhá, là gì đây nhỏ, chín chết chữ nào đấy, cái anh này là anh xuyên thượng anh xuyên thượng rất là chín chết chữ nhỉ, rất là thân thiện các thứ này đúng không? Đấy, đây là cái công việc kangoshi là kiểu chăm sóc người già các thứ đúng không, đi chăm sóc, đi y tá hộ lý các thứ chẳng hạn đúng không? Tôi nghĩ làm sao nhỉ, amaru là dư thừa đấy, liên quan nhỏ amaru đấy, chữ này đúng không? Moteru, nó có thể là chữ này hoặc đôi khi nó cũng hay để dạng này, mô thề đự. Đó, rất hay là đi với cái kiểu cái từ katakana như này các bạn nhá. Hay no khô mự. Ờ, đâu rồi? Khô no mự xin nha dẹt. No khô mự là yêu thích, đúng không? A ự nó chính là chữ này này. Hay, chữ này chính xác hơn nhỉ? Đúng không ạ? Yêu thích công việc y tá, yêu thích cả à? À, không đúng, no khô mự là snap dame desu yo. Mà đây là với một con người như này tôi nghĩ anh ấy thích à? Không, đúng không? Mà lại đây, nhất là đây mấu chốt của mình các bạn nhá, nếu anh ấy thích được ok mình chấp nhận chẳng hạn, nhưng mà phải đi với cá anh ấy thích đúng không? Như đây đi chợ từ dưới đây ní, nhìn thấy chưa đúng không ạ? Nên câu 16 gần đất rất nhiều bạn chọn 3 đúng không? Dame desu yo, nhìn thấy chưa ạ? Mấu chốt của trong câu này nó đi với chợ từ ní, vì nếu anh ấy thích thì đương nhiên là chủ ngữ phải kam năng cả kawakami sằng gá hoặc quá nhỏ đúng không? Đấy đúng rồi, chính xác đáp án ở đây nó phải là gì đây nhỏ, đâu rồi ta, đây đáp án chính là số 4 các bạn nhá. Ao để chó đúng không, hợp với công việc nào đấy các bạn nhá. Đấy, và hợp với anh đấy đúng không, nhìn thấy chưa ạ? Đấy, thế nên là chúng ta phải đi với miau hợp với ai đó các bạn nhá. Còn nấu cô mượn ngay cả thứ nhất là đi chợ từ lý này đúng sai này, thứ hai là nấu cô mượn nó đi chợ từ ố câu nhờ đúng không, vậy đam mê để chó. Tiếp theo là câu số 17, chichi no shigoto no kankei de so desu ne watashi mo fukuoka ni suru koto ni natta. Mình không xóa đâu bạn ơi, tất cả những phần livestream của mình các bạn edit lại một chút, sau đấy là mình sẽ đều post lên YouTube các bạn nhé. Đấy, nên vào kênh YouTube của Trung Tâm Nhật Cô Xe là các bạn sẽ tìm thấy tất cả những cái bài livestream của mình từ trước đến giờ, hầu như là vậy. Ok, đến với câu số 17 rồi, các bạn chọn gì đây? Tên kin hợp lý nhỏ. Đúng không? Đây là từ này là chữ gác cự. Đây mình sẽ dạy các bạn luôn này, đúng không? Chúng ta có đi đâu đấy này, đúng không? Bình thường mình là gác cô ni kayo, đúng không? Chữ này chữ thông là kayo là đi đi. Các bạn tiếng Việt sơ cấp hay học là đi đi lại lại, đúng không? Đi đi về về chứ, đúng không? Nhưng thực ra nó là cứ đi một cái nơi nào trong khoảng thời gian dài, như đi học, đi làm chẳng hạn, người ta dùng từ kayo. Nhưng ghép nó sẽ là chữ nó có chữ in đi viện này nhờ, hay nó có chữ các cự có rồi này đúng không, và có chữ kin đúng không, đi làm đúng không, chữ in, chữ các cự, chữ kin đi viện, đi học và đi làm nhờ. Đó, tên kin đúng không là chúng ta chuyển công tác đúng không, tức là đây đang làm chỗ này chúng ta lại vào thành phố Hồ Chí Minh làm chẳng hạn đúng không, nó sẽ là tên kin. Vậy nó khác ở chỗ này đây chữ cần các bạn nhá, cần là làm việc ấy đúng không, còn đây là cô là chữ hiệu là về đây là chuyển trường các bạn nhá. À đây chữ in này đúng không? Đấy, à đây chữ in đây rồi, đó chữ in chữ các cự chữ kin, dame desu yo.
Đúng rồi, nên đáp án trong câu này nó phải là số 3 các bạn nhá. Đúng không? Đấy, không phải mình chuyển việc đâu, mà là gì đấy nhở? Do liên quan đến công việc của bố, đúng không? Thế là tôi cũng sẽ bị chuyển trường đến Fukuoka. Như này chứ ạ, à? Đấy, liên quan vì công việc do là một cái liên quan đến công việc của bố đúng không? Đấy nên tôi phải chuyển trường, đúng không ạ? Vì đây bố mình mà, đúng không? Chứ không phải là tôi chuyển việc các bạn nhé. Chả liên quan gì cả mà công việc của bố mình phải đi theo nên mình sẽ phải chuyển trường. Ok chưa? Câu 17 2 sai đi ngủ. Vâng. Ai tan sang Oyashimi sai. Ồ, các bạn có chọn màu thế này. Đam mê hết chỗ, đúng không? Đấy, lúc mình phụ thuộc vào nghĩa của câu nữa chứ. À, Trang Coca lâu lắm đấy các bạn này. Ai, eto tan sao yasumi nasai. Sugi, yu hachiban. Hay năng cả tofu. Đó, tofu là món rất là quen thuộc đúng không? Đậu này. Ai, tabemono da. Là một món ăn thế nào các bạn nhỉ? Ok, ai, smooth. Như kiểu là gì nhỉ? Smooth là như kiểu trôi chảy. Người ta cũng dùng được, nuột nà, trôi chảy đúng không? Ai, smooth, mềm mại. Cũng được nhỉ? Đó, ok. Ai, năng có power powerful đúng không? Số đẹp nét powerful là gì các bạn nhỉ? Là như kiểu là tràn đầy năng lượng ấy nhỉ, đúng không? Ai plus đúng không? Plus bớt ấy đúng không? Là cộng hoặc là thế nào đấy chẳng hạn đúng không? Chào Trang. Chữ cứng chịu đúng không? Đấy nghe nó thấy chịu rồi đúng không? Vì đây nhìn như kiểu là đúng là đánh đố luôn nhỉ. Đúng không? Nếu bạn nào biết tiếng Anh đôi khi là lợi thế trong phần katakana, nhưng đôi khi trời ơi tiếng Anh của em đâu rồi, nó ra cái thứ tiếng gì đúng không ạ? Cái này là vật gì ta? Đây, mình sẽ chuyển sang xem các bạn kiểm tra tiếng Anh cho mình nhé. Smooth này đúng không? Số đẹp nhá, đúng không? Đấy là cái này này. À, cái này là gì ta? Healthy đúng không? He số đẹp nhá. Như nào ta nhỉ? Healthy đúng không? À, cái này là gì? Power food đẹp nhá. À, có. Blood à? Nha, ai Koreですよ. Đây là những cái chữ Hán của nó đúng không? À, hy vọng là các bạn nhớ được cái phần này đúng không ạ? Và chúng ta kiểm tra xem nó như thế nào nhá. Vậy trong câu này đúng không? Ai Kore ka. Câu 18 đáp án là ok chính xác. Đấy, nếu bạn nào biết tiếng Anh thì câu này cũng sẽ đỡ hơn đúng không? Nhưng đọc ra mà healthy mà lại ra cái từ healthy đúng không? Healthy đúng không? Đó chính là healthy các bạn nhá. Món ăn này là món ăn rất là kiểu tốt cho sức khỏe các thứ chẳng hạn. Đã dùng từ này các bạn nhé. Đấy, これです. Healthy đúng rồi. Đấy, sức khỏe mình kiểu là kiểu như là lành mạnh ấy, mà nó lành mạnh tốt cho sức khỏe các thứ nữa nhá. Đúng rồi, đấy. Rồi ok, tiếp theo câu số 19 nào. Senju ga, à, nó gì đây nhỉ? Grando desu ni, naka chitte ima kara nani nani desu ni, chiai ga hajimaru. Thế nào? Chữ kata không phải chữ Hán. Không phải chữ Hán trên xe đâu. Mình nói về chữ Hán ta. Đấy chữ kata, các bạn nào biết tiếng chữ tiếng Anh đúng không? Đôi khi là nó cũng sẽ biết được những cái phần chữ như này. Như đôi khi có những bạn mình đang dạy các bạn chẳng hạn đúng không? Trời ơi tiếng Anh nó chả giống tiếng Anh thì cả, đọc lên nó thành một từ hoàn toàn mới luôn. Thế là chả có tác dụng gì đúng không? Các bạn hay kêu như vậy nhỏ. Yeah, chị Minasang, you bằng. Câu số 19 các bạn chọn gì đây nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu. Ta nhìn cái từ này các bạn nhá. Đó là liên quan đến cái gì đó? Hajimaru. Cứ bắt đầu cái gì đó, tâm trạng mình sẽ thế nào các bạn nhỉ? Đúng không? Ai iyo, chính xác như kiểu hào hứng mong chờ đúng không? Đấy kiểu thế thì ta có từ iyo. Đấy mình đang nhấn mạnh để các bạn nhớ luôn cái này nhá. Đấy, ok chưa ạ? Nó các cầu thủ đúng không? Tràn xuống sân rồi đúng không? Thế là bây giờ đúng không? Trận đấu sắp sửa bắt đầu rồi đúng không? Cảm nhận rất là háo hức chờ đợi. Cái này là háo hức, nhưng mà háo hức khi mà kiểu như mở quà này, khi nhận lương này đúng không? Đấy kiểu kiểu thế thì người ta sẽ quắc cự quắc cự. Iki iki đúng không? Là kiểu lên là vui vẻ tràn đầy năng lượng đúng không? Kiểu thế chẳng hạn, thế là iki iki. Thực ra nó xuất phát, các bạn nhớ cho mình, nhưng mà liên quan đến này mình có hay nhớ theo kiểu như này này đúng không? Vì có nhiều từ ấy. Quắc cự đúng không? Xuất phát từ cái từ này này. Đây là kiểu sôi sục đúng không? Nhớ từ wakashimasu không? Wakashimasu là kiểu như là đun nước ấy đúng không? Thế là quắc cự nước sôi các bạn nhé. Đấy quắc cự là tinh thần nó cứ sôi sùng sùng sục lên đúng không? Đấy cảm giác háo hức chờ đợi cái gì đó, nó sẽ là quắc cự Iki thì nó là chữ này này. Đấy mình nói là chữ chữ sinh, nhưng mình cứ nhớ cái này nó chữ sinh ấy. Iki iki đúng không? Iki iki thì là như kiểu là chữ sinh, là kiểu là sinh động các thứ ấy, chẳng hạn này hào hứng vui vẻ ấy. Nhỏ nó là iki iki. Còn tokoro thực ra là tokoro để snack đúng không? Thì nó là chữ này này, chữ sở này đúng không? Sở thì chỗ chỗ này chỗ kia đúng không? Kiểu kiểu thế đúng không? Đấy thì khắp nơi khắp mọi nơi, chỗ này chỗ kia nữa, như kiểu là achikochi đúng không? Sở đặt thì nó đáp án sẽ trong trường hợp này đáp án số 1 các bạn nhé. Còn đấy cách nhớ mình học những cái từ tượng thanh tượng hình thường thường sẽ theo như thế này.
đúng không? Có những cái từ tượng hình thì mình sẽ hình dung cứ đọc theo vua vua đấy, nghe thấy kiểu rất là bồng bềnh, mềm mại rồi chẳng hạn, đúng không ạ? Học N1 N2 xong về N3 dễ hẳn đúng không? Đấy đúng rồi, chính xác. Đấy nên người ta có QR code rồi mà. Học N2 sẽ đỗ N3, học N1 sẽ đỗ N2, học N0 đỗ N1 nhờ. Còn N0 là N nào thì cũng chả biết. Yachigi ni yu bang desu ne onegai shimasu. Nishida-san wa naka saikin hige o nagaku. Ok. Câu số 20. Anh này là anh Tây Điền. Vâng, chào các bạn. Chào anh Tây Điền. Anh Tây Điền làm sao? Dạo này anh ấy hige. Hige là cái râu nhỉ? Đúng không ạ? Tiện thể giới thiệu bạn từ cạo râu luôn đúng không? Hige o nagaku soru desu ne. Cạo râu các bạn nhé. Hige o soru. Đó, nhưng đây là dâu làm sao nhở? Đắc cự là ôm nhở? Ai mốt tê là cầm nắm gì đấy, kít tê là cắt, nhưng mà không thể cắt, còn thể cắt dài được, một cắt ngắn đi chứ nhở? Đúng không? Đấy, thế nên nó sẽ là từ nào các bạn nhở? Nobasu là chỗ, nobasu các bạn nhá. Đấy, từ này nuôi dâu cho nó dài ấy. Nobiru desu là tự động từ của nobasu các bạn nhá. Nobiru là cho nó dài ra, như kiểu là chiều cao mình lớn lên, tất cả những cái nào liên quan đến sự phát triển sinh trưởng ấy thì người ta thường dùng nobasu, nobiru. Ok chưa ạ? Còn có một chữ nữa cũng đọc là nô ba sự và nô bi đự. Đó, chữ này, nô bi đự. Đây, chữ duyên này, đúng không? Thì lúc này nó về như kiểu là từ này trong từ enjoy ấy, kéo dài từ là gia hạn về mặt thời gian ấy, về mặt thời gian, thời hạn các thứ gì đó chẳng hạn. Thì người ta sẽ dùng chữ này các bạn nhá, nô bi đự. Còn nói về sự sinh trưởng phát triển của cây cối của con người, râu tóc các thứ nó mọc ra các thứ chẳng hạn, chiều cao lớn lên chẳng hạn thì người ta dùng từ chữ chữ thân này nhá các bạn nhá. Rồi ok, đáp án là số 4 nhá. Câu số 21 nào. Dare mo inai to omotta ga hito no kige o to ne bắt gặp rồi này. Hige ga kige à nó sao mình đọc là kige ra hay nó cả ke hai chả hiểu sao đầu mới chả óc. Ok, tôi cứ nghĩ chẳng có ai đúng không, nhưng mà dù tôi biết là không có ai rồi đúng không, thế nhưng mà làm sao nhỉ? Hi nó cả hito no ke hai ga nani nani. Ok, câu 21 các bạn chọn 1, các bạn chọn 2 này. Hay cứ được ở đến nào. Ok, nhưng chúng ta nhớ cho mình này, có từ ô tô là 1 này. Desu ne. Đây ô tô này các bạn. Ô tô này nó có nioi to ka desu ne. Từ hồi sơ cấp các bạn có nhớ cái này không? Nioi mùi đúng không? Rồi thì nhỉ? Kaori nhỏ chữ hương này đúng không? Rồi thì màu sắc âm thanh vị này, aji đúng không? Chúng ta đi với gì nhỉ? Gá sư có cả giác đấy các bạn nhá. Rồi nên đáp án ô nhờ bạn 21, nhờ bạn chọn 4 có mi ấy được đúng không? Làm sao mà nhìn thấy được không? Nhìn thấy nhất là chữ khí này làm sao mà nhìn được đúng không? Đấy, khí nó ở bên trong, nó ở đâu đấy chứ làm sao mà nhìn được cái này nhờ. Ok, đáp án phải là sư đựng các bạn nhá. Đấy, có cảm giác như có người ấy đúng không ạ? Đấy. Đề sự đam mê đề xíu bạn Giang Sảo. Câu 21 đáp án chính xác là số 1. Đúng rồi, gá đúng không? Thì các bạn sẽ nghĩ là ok đi với mi ấy được. Chập quá nhỏ, nhưng mà đây là khí đấy các bạn ơi. Đúng rồi, làm sao nếu mà nhìn thấy bóng dáng ai đấy chẳng hạn đúng không thì mới là bia độ được, nhưng đây chỉ là chữ khí thôi đúng không, thì làm sao mà nhìn thấy nhở? Na độ thì phải đi với cự hoặc là để tôi ní cơ nhở. Đấy, về cơ bản như thế cư độ được, nhưng trong ngữ cảnh này người ta dùng từ sư độ các bạn nhá. Hay hay nào, kono table ga nanka hoshi kedo nanka basho nani nani kara kaenai. Cái bàn này tôi rất là muốn mua cái bàn này, thế nhưng vì nó thế nào đó thế nên tôi đã không mua. Ghê được là tăng lên, dơ lên gì đấy nhở. Tô được là lấy lên nào đấy chẳng hạn. Phu xê gự là những từ đấy biết rồi không nói, nhưng có từ phu xê gự từ này hay dùng này. Phu xê gự lại đây, chữ vòng này đúng không? Có nghĩa là kiểu như là nhưng đề phòng, phòng tránh cái gì đấy chẳng hạn đúng không? Đấy. Tha mô chữ, đây là chữ này các bạn nhá. Tha mô chữ để chỗ, tha mô chữ. Đây có chữ này, là chữ này chữ bảo. Đúng rồi, bảo chữ bảo quản cái thứ ấy nhở. Rồi câu 22, mọi người đang có đến câu 32 chưa? Có ma, Obakken ạ. Câu số 22 đáp án sẽ là gì đây các bạn ơi? Chọn 4 à, giữ chỗ à, mình sẽ giữ chỗ, thế nên là tôi không mua. Không đúng mà, vì nó chiếm chỗ các bạn ạ. Mà chiếm chỗ thì là từ nào ta? Hay, ni bằng để chỗ, đáp án là số 2 các bạn nhé. Có nhớ cụm từ đấy luôn cho mình luôn. Hay, ba số tố được chiếm chỗ, nhớ chưa? Ba số tố được. Ồ, nhiều người sai quá. Câu 22 mọi người toàn chọn 3 với 4 thôi. Phòng chống chỗ làm sao phòng chống chỗ, nhưng nó không mua mà. Như này chứ à, ý vậy là để dành chỗ cho nó ấy hả? Câu 23 nào, chicken no kẻ cầu á, yo so to á, nani nani data. Cái kết quả của buổi thử nghiệm đúng không? Mình sẽ cả thử nghiệm chứ này chứ thực nghiệm các bạn nhé. Rồi mình sẽ cả thử nghiệm thí nghiệm cũng được. Yo so dự tưởng, dự đoán đúng không? Thế nào so với cái dự đoán các bạn ơi? Nào, onaji, honto, tōzen, dōyaku.
Câu 23 các bạn. Ồ, nhiều người chọn một quá nhỉ. Thực ra ok, chúng ta sẽ biểu là giống như cái kết quả này giống như với dự đoán đúng không? Nhưng rằng người ta nhấn mạnh thổ hóa này các bạn này. Đấy, và như kiểu là nếu mà tiếng Nhật đi chăng nữa nhá, người ta muốn nói là theo như đúng dự đoán của mình, người ta dùng từ yosho gì nhỉ? Dori để snap. Đấy, từ này các bạn ạ. Theo như dự đoán các bạn nhá, thì người ta dùng cụm từ này chứ không dùng onaji dame desho. Mặc dù tiếng Việt ôi em thấy hợp lý, nhưng mà chúng ta đang học tiếng Nhật nhá. Ồ, 23 nhiều bạn chọn một phép nhỏ. Ok, đấy, nhớ nha. Hôm tô thật sự không đúng là tô gen đương nhiên không đúng, mà đáp án nó chính là ghé cự. Chính là chữ nghịch nhỉ các bạn nhỉ? Đúng không? Đấy, trái ngược lại so với dự đoán ấy ạ. Đúng ạ. Đó, Mina sao? Chính xác ngược với dự đoán, nghịch với dự đoán, chính xác nói chung là sai luôn ấy, đúng không? Nó sẽ là so nó có jo so to á, nó có ghép cử đạt. Ok chưa? Ừ, lại toang tiếp. Câu 24 nào, toang để nhớ đúng không? Không chỉ để đi thi mà chúng ta còn để dùng nữa đúng không? Sumasen ga new jo nó có new jo ken o nani nani shimasu. Đấy. Vậy thì bốn, vâng, chúc mừng em. Sau khi đi một hầm một vòng 1 2 3 thì em quyết định chắc là bốn nhá. Cái câu số 24 thì sao nhỉ? Câu 24 đây, nó là dạng chả biết có gồ đan với hai kênh này, kênh bất trợ đấy chẳng hạn, thì mình biết là trong từ này sẽ là kính ngữ và khiêm nhường ngữ đúng không? Vậy nó là dạng nào? Thì chúng ta phải xét xem là hành động này là hành động của ai. Xin lỗi ạ, ui đã nghe lịch sự cái này thì phải là cái anh nhân viên nói với khách hàng nhỉ? Đúng không? New Joken đúng không? Cái vé vào cổng ấy, đúng không ạ? À, vì thế người Nhật hay nói đấy đúng không, mình học tiếng Nhật thì có thể theo là mình đã làm bài, mình nghe cô giáo giảng biết, hoặc là có thể nghe cái ngữ cảnh mình cũng rất là thường, như kiểu mình đọc sách này thấy cái từ này hay dùng những ngữ cảnh này, thế làm sao mình áp dụng này, mình nói chuyện với người Nhật mình thấy là người ta dùng từ này thì mình bắt chước theo này, ngôn ngữ là thế chứ còn gì nữa nhở, đúng không ạ? Ok, câu 24 mọi người chọn gì ạ? 24 bạn chọn 3 hoặc 1 đúng không? Ok, 3 hoặc 1 ok mình bỏ đây nhá. Iken, Iken nên kiểu là nhìn thoáng qua, nhìn một lần mà, nhìn một mắt ấy kiểu đấy nhỉ. Kem bất trợ là tham quan, không đúng nhờ, vì đây là phải cho xem. Mình xem mình nhìn á. Ok. Nhưng mà đây các bạn ơi, xin lỗi ạ, đúng không? Cho tôi xem, ai sẽ là người xem? Đúng không? Cái vé này mình kiểm tra vé, anh đưa tôi vé, tôi kiểm tra để anh còn được vào ấy, đúng không? Người đấy sẽ cầm vé, khách hàng sẽ cầm vé và mình sẽ là người xem. Vậy mình phải dùng khiêm nhường ngữ. Mà Goran là nhớ tâm của Goran đến Narimas đúng không? Thế nên là đây là kính ngữ mất rồi, mình không được dùng cho mình. Nếu mà khách hàng mời anh xem cái này đi, anh xem sản phẩm này, anh xem sản phẩm kia, hành động xem là của khách hàng thì mình mới dùng từ Goran. Còn đây là mình xem cái vé xem đúng thông tin các thứ chưa chẳng hạn ấy, nên nó phải là dùng từ hai kênh bái kiến. Ôi dồi, bái kiến bệ hạ đúng không? Đấy, tôi xin được bái kiến bệ hạ đúng không? Nên là đáp án phải là số 3 các bạn nhé. Sang số câu số 25 nào. 25 này đang có Miura san ni nani nani kashite muratta hon wo kaesu. Mình trả cho bạn ấy cái sách đúng không? Cái sách mà mình đã được cho mượn từ mấy hôm trước, lỡ mồm nói mất rồi. Rồi, với đáp án là cái gì? Đấy, lỡ mồm rồi đúng không? Lỡ mồm dịch cái câu mất rồi ấy, đúng không? Thì bây giờ nhỡ mồm là lỡ mồm rồi thì câu 2 không thể sai. Chính xác, đây phải nói về cái thời điểm là nó không phải thời điểm mình sẽ trả đâu các bạn nhé, mà thời điểm mình đã được cho mượn ấy, nên nó phải là kono aida. Mấy hôm trước ấy, nó có từ này có thể bằng cái từ senjitsu này. Đâu rồi ta? Đấy, mấy hôm trước ấy, senjitsu nhỉ? Mấy hôm trước đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà đây là từ gojitsu là mấy hôm sau, đúng không? Ngày sau có thứ chẳng hạn, đúng không? Để lần sau, có lần sau, hôm sau có thứ chẳng hạn thì người ta dùng gojitsu này. Nhưng mà không phải hôm sau đâu các bạn nhá, đúng không? Mà về cái mượn từ hôm trước chứ phải là thời gian trong quá khứ. Kono godo bằng từ saikin, dạo gần đây. Đúng không? Đúng không? Nên là không đúng các bạn nhá. Nói về cái xu hướng dạo gần đây, nhiều người học tiếng Nhật dạo này gần đây mọi người lười học đi rồi chẳng hạn đúng không? Còn correct là từ bây giờ thì không đúng, mình phải tìm một cái từ ngày trước cơ. Thì nó phải kono aida. Ok chưa ạ? Đáp án câu số 26 nào, đến phần tiếp theo đó là liên quan đến những cái từ mà đây là moto moi là cả chikai mono, những từ gần nghĩa các bạn nhá. Tức là trong cái câu người ta cho đây mình có thể thay thế được, đúng không ạ? Nhưng nhớ chỉ trong ngữ cảnh này thôi các bạn nhá. Đúng rồi, sai để nhớ nên comment nhiệt tình luôn. Mình thấy chỉ có một vài bạn comment thôi, đúng không? Còn những bạn khác mình kiểu xem, đúng không? Đấy, để nhìn xem chúng nó comment có đúng không? Xong nó sai thì mình mới cười, đúng không? Đấy, nhưng mà không comment ra là không nhớ đâu nhá. Nihongo yori, desu ne. Nihongo yori mo nanka ego de shigoto suru hoga. Đấy, làm việc bằng tiếng Anh, đúng không? So với tiếng Nhật nó sẽ kigaraku. Ki là cái khí của mình nhỉ, đúng không? Rác cự là thoải mái, rác cự là snack, đúng không? Công việc nhàn hạ, thoải mái. Vậy trong trường hợp này, khi có rác cự thì nó có nghĩa là gì? Giờ này mà còn sai câu này à? Giờ nào cũng sai đọc hết, đúng không?
Câu 26 có bạn chọn 3, có bạn chọn 4. Than dương là chữ đơn thuần, đơn giản. Nếu đúng là trong đắc cự đứng riêng ấy, nó sẽ mang nghĩa là đơn giản. Ví dụ như shi go to ga đắc cự, một công việc rất là nhàn hạ, đơn giản thôi. Đúng, như đây có cụm từ là khi ga đắc cự. Cái khí của mình đơn giản, cái khí của mình nhẹ nhàng là khi đấy mình cảm thấy rất là an xin để chỗ, an xin đà. Nhớ chưa ạ? Đáp án phải. Comment cũng được câu nào, thế nên không dám comment nữa. Đấy, bây giờ những bạn nào sai, nhưng là những là livestream trước chẳng hạn ấy, đúng không? Cứ bạn nào sai là mình được mình nêu tên chẳng hạn ấy, thế là thích lắm, nhưng mà nêu tên là vì do sai chứ không phải vì do đúng. Đây, do dự giỏi, không đúng các bạn nhá. Siêu siêu đề kê độ tập trung, không đúng các bạn nhá. An xin, cái khí của mình nó thoải mái mà, đúng không ạ? Rồi, đơn thuần không đúng các bạn nhá. Đơn thuần, đơn giản ấy thì đúng là có đắc cự đứng riêng thì nó sẽ là có thể bằng nghĩa tan dân. Ví dụ công việc này nó rất là đắc cự, nó rất là nhẹ nhàng đơn giản, kiểu như ngồi trực điện thoại thôi, chẳng vấn đề gì cả, đúng không? Nó đắc cự thì có thể bằng cái tan dân được. Nhưng trong trường này khi gà đắc cự, cái khí của mình nó đơn giản cơ, mình chả phải nghĩ gì nhiều cả. Ôi, đúng không? Rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không cần phải lo lắng phiền toái gì. An xin đà. Được không? Đúng không ạ? Gamba tệ. Dạ, chị nghe câu số 27 nào. Hawaii chumo odaya ka ni hanasu. Nhìn thấy người mẹ rồi, người mẹ sẽ là người rất là yasashi, nói chuyện rất là nhẹ nhàng, từ tốn, đúng không? Dù thế nào hay ta rất là ân cần hiền từ. Ok, để snap đó, mẹ mà, đúng không? Đấy, ông mua cho đứa nào nói chuyện thú vị chả được nhở. Cô giáo mới hay giải thích qua kariyasui nhở. Shizuka thì kiểu người chị, người anh nào đấy mới shizuka nhở, nói chuyện một cách kiểu nhẹ, nó như nào ta, yên tĩnh, chả ai dùng nhưng nói chuyện phải nói lên chứ, đúng không? Đáp án là số 2 các bạn nhá, yasashiku odayaka là ôn hòa hiền từ các bạn nhá. Rồi, ok, sang câu 28 nhanh thế. Kare wa shibun no ude nan ka ude 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 toke, các bạn nhớ cụm từ đấy không? Đồng hồ đeo tay ấy, ude toke, đúng ạ? Đấy, đồng hồ đeo tay ấy. Bài hôm nay khó chẳng muốn làm luôn, thế thì làm sao mà tiến bộ được? Tức là cứ hỏi như thế nào bốn nhá, cho nó mình bảo là làm nào ba, nhưng mà mình sẽ cho sách nào bốn cho nó dễ làm, cho hào hứng nhá. Câu 28 chọn gì đây? 28 chọn 2. Ồ, đúng rồi, ude, cánh tay, vận tay hợp lý quá. Vâng, chúc mừng các bạn. Sai rồi. Tay thì nó chỉ là mỗi cái tay thôi này, còn ude là cả phần cánh tay luôn nhá, đúng không? Đó, ude toke, đúng không? 28 đúng rồi, nó phải là saino, đúng không? Chúng ta có cụm từ khi mà khen ai đó mà kiểu như là giỏi cái gì đấy, người ta có cụm ude gai, đúng không? Khéo thế, giỏi thế, đúng không? Kiểu thấy ude cánh tay ấy, đúng không? Thế nhưng mà không phải cái tay giỏi đâu, mà những kiểu là nói về là cái người này có năng khiếu, có khả năng làm cái gì đấy, đúng không? Saino. Shikin là như kiểu tiền vốn à, đúng không? Ok, thang cái suy nghĩ không đúng các bạn nhá, nó là từ saino desho. Đáp án số 1 chuẩn luôn. Đúng rồi, hợp lý, chọn nó 3 mà có đề nó 5, thế thì lại dễ quá nhỏ. Rồi, câu số 29 nào. Konomise dewa osake o tsukatte, nanka o tsukatte iru. À, tsukatte iru, shimasen, đúng không? Từ này cực kỳ có nhiều nghĩa luôn, đúng không? Chữ này âm phải là chữ chát à? Ha, đúng rồi. Từ này có nghĩa là mình thấy có đối xử cũng có này, sử dụng cũng có này, gì nữa ta, so that's đối xử hoặc là sử dụng đấy, rất là nhiều nghĩa đúng không ạ? Và còn có cả một nghĩa của bài ngày hôm nay nữa, đó là gì, bạn hãy cùng comment cho mình thế nào. Rồi, câu 29, mọi người đang chọn 4 đúng không ạ? Có người chọn 2. Ồ, đấy, nhưng mình vừa nói có nghĩa sử dụng này, đúng không? Có nghĩa đối đãi, đối xử cũng có này. Có nghĩa là gì nữa nhỉ? So that's là có thao tác xử lý cái gì người ta cũng dùng này. Đúng rồi đấy, đúng không? Ok, và còn một nghĩa nữa, nó chính là câu ở đây ôn hòa là nhẹ nhàng, chứ không phải là shizuka nhá. Chả ai nói chuyện là shizuka cả, đúng không? Đâu rồi ta? Đây, câu này đáp án sẽ là hanbai, bán các bạn nhé. Đấy, đưa ra bán cái sản phẩm nào đó thì người ta cũng dùng hanbai nữa. Còn sử dụng này không đúng các bạn nhá. Dame desu, không phải sử dụng rượu được, trong cửa hàng này đang sử dụng rượu đấy, đúng không? Đúng là có nghĩa là achikate được, achikau nó có nghĩa sử dụng như mình vừa nói ấy. Nhưng trong ngữ cảnh này thì không thể thay thế được. Nhớ chưa ạ? Đấy, hay seri là đây, nghĩa này có hai nghĩa, một cái là kiểu như sắp xếp lại, có một nghĩa là kiểu vứt đi luôn ấy, đúng không? Hay xe sang sản xuất sinh sản ấy, đúng không? Là medesio, đáp án phải là số 4 các bạn nhé. Ok, tiếp theo câu số 30 nào. Hay đang có shimin hoaru dewa iroro na ibento ga aru. Shimin hoaru, so desu, đúng không? Đây cái ở cái nơi chốn nào đấy, đúng không? Đó, rất nhiều sự kiện đã được tổ chức, ok, có ở đấy. Hay, năng có event là sự kiện đúng không? Vậy nó bằng từ nào?
Hanbai ở trên, đúng rồi các bạn nhé. Như câu này ai Moyoshi desu ne tsukiai deai và nó có hitogomi. Hitogomi là đám đông đúng không ạ? Ừ. Hay deai là cuộc gặp gỡ, có thể gặp gỡ một cách tình cờ các bạn nhé, đúng không? Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi đời em đúng không? Đấy, sao mà mo dame desu, định mệnh nào chứ không phải định mệnh này nhá. Tsukiai có thể là hẹn hò, có thể là cái sự như cả bằng với từ kosai đúng không? Giao tiếp với những người hàng xóm nhà mình chẳng hạn đúng không? Đó, nó có bằng từ kosai mình sẽ hay dùng này. Đúng không? Kosai suru, đúng không? Giao tế. Đúng rồi, event tụ event đấy, đúng rồi, chính xác, hoặc có thể bằng từ kyoji, đúng không ạ? Ở đâu sao lại nhảy đây ta? Kyoji desu ne, đúng không? Đó sự kiện, và đây từ moyoshi này cũng là sự kiện các bạn nhé. Đúng không? Các bạn hãy quen từ kyoji nhiều hơn đúng không? Hãy nhớ thêm từ này nữa, moyoshi. Ii desu ka? Rồi, đấy, nhiều người sai câu này nhỉ, không phải trước kia nó chỉ là cái cuộc hẹn đấy thôi, hoặc là kiểu như là hẹn hò, đét tổ ấy, đúng không? Đấy là nếu với người yêu nhá, còn nếu không với những người hàng xóm, với cấp trên của mình cũng trước kia được mà, đúng không? Đấy, tức là tạo ra cái mối quan hệ với nhau ấy, đúng không? Tức là kiểu như là đi chơi với nhau các thứ chẳng hạn này, rồi thì thỉnh thoảng đến nhà nhau hội họp các thứ chẳng hạn này, đúng không? Nó cũng là trước kia. Sai thì nhớ, chả sao, nhờ, ok, khó quá để chuyển sang môn này khó hơn nào. Đó là môn đai liên quan đến cách sử dụng từ. Môn đai số 5 trong phần Mojigoi bao giờ cũng là môn đai mà khó nhất, đúng không? Các bạn dễ toang nhất nhá. Nhưng hôm nay dễ cực. Thề hứa đảm bảo. Đấy, đúng rồi, đúng không? Các bạn sẽ thường loại được hai. Các bạn có công nhận với mình là trong bốn đáp án bao giờ thường như các bạn sẽ loại được hai đáp án chứ? Hai đáp án sai hoàn toàn luôn, nhìn thấy là mình cũng bỏ luôn đúng không? Đấy, vậy còn hai phương án thôi, tỷ lệ hôm nay là 50-50. Yên tâm đi, thế nào các bạn cũng chọn phương án sai. Đen lắm, ừ, đúng rồi, cứ 50-50 là sai. Câu 30 là của N không ở trên xe, à, chắc là N âm luôn đấy. Câu 31 nào, mình phải công nhận là cái từ Moyomoshi này mình cũng ít dùng luôn, đúng không? Mà mình hay dùng từ Gyoji hoặc Ibento. Ibento là dùng nhiều nhất, nó quen rồi, đúng không? Đấy, Moyoshi để snap. Các cụ hay dùng nào. Ok, câu số 31 nào. Thì đấy, ngoài cái việc là mình chỉ cho các bạn những từ đấy, từ nào cổ quá thì mình cũng nói để các bạn biết thôi, đúng không ạ? Mình cũng phải tìm hiểu mà, nhờ. Câu số 31. Đấy, đúng rồi. Ồ, đi thi á, nhiều trường hợp nó không thể viết kanji đâu nhá, là chúng ta cũng phải linh hoạt đấy ạ. Câu 31, các bạn đang chọn 1, 2, 3, hay lắm. Hotaraku desu ne, ok, đây này các bạn này, nhìn thấy câu ngắn 2 ạ, à? Ok. 4 nữa đi, kate ga fu de, nó có fu, đây là từ nhân, kaze, shimase desu ne. Kate ga kaze de, yukuri to nani nani desu ne, đây đúng không? Cái kate là cái gì? Cái rèm à? Đúng không? Cái rèm thì do gió nên là nó cứ hơi nó chuyển động, đúng không? Từ kiểu thế, nó cũng có một chữ động nhưng mà không phải động trong lao động này mà nó ugo cự các bạn nhá. Đúng không? Ugo ite được. Đấy. Mạnh dạn chọn 2 à, để xem đúng không nhá. Câu số 3. Kyo wa shikoto wa yasumi de, hisashiburi ni yukuri to. Cái này yasume nhỉ, đúng không? Yasume được, nghỉ ngơi mà nhỉ. Hôm nay nghỉ việc mà nên là nghỉ ngơi thoải mái, đúng không? Non bi đi gì đấy chẳng hạn. Câu số 1, kia wa hat naka 18 giờ mà đấy, computer đấy. Cái này nên là rồi. Shigoto o suru à, biết không nhỉ? Đúng không? Shigoto o suru. Đấy, mặc dù hai cái này đều mang nghĩa là làm việc các bạn nhá, nhưng mà kiểu làm việc thông qua cái gì đấy, chứ còn hataraku làm việc là như kiểu thời gian làm việc, đi từ đâu đến làm việc, từ mấy giờ đến mấy giờ làm việc ở công ty nào thì nó mới dùng các bạn nhá. Nên làm việc của máy tính đúng không, nó computer đấy, thế nên nó sẽ là shigoto o suru đúng không ạ? Đấy, nên là đáp án sẽ là số 2 các bạn nhá. Hataraku mà nó hỏi theo cái nghĩa là làm việc ấy thì đấy là của N4, N5 rồi. Còn đây nó sử dụng hataraku trong nghĩa bóng một chút các bạn nhá. Ai, bây giờ mới dậy mà, vì vừa mới dậy xong nên đầu óc nó cứ biêng biêng, đầu óc nó không hoạt động ấy. Hiểu không? Tức là kiểu đầu óc nó đang chưa được tỉnh táo các bạn nhá. Zenzen ugokanai. Wakaremasu miyasen. Zenzen hatarakanai. Đúng, đầu óc nó chưa làm việc ấy, đúng không? Chưa làm việc gì cả. Đầu óc nó cứ biêng biêng, nó cứ làm sao nhỉ? Nó cứ kiểu mơ hồ đâu ấy, đặt vẫn trong cơn mơ chưa tỉnh ấy. Thì người ta có cụm từ đó là atama ga nanka hatarakanai. Nhớ chưa? Rồi, sang với câu số 32 nào, sugoi, ôi dồi ôi, toàn từ của N4, N5 này. Đấy,
Mình nói luôn là trong ba mươi mấy cái câu của năm câu cuối của bạn sử dụng ấy đúng không? Hôm nay khá là nhiều những câu dễ đấy, nên các bạn cố gắng đúng hết nhá. Sugoi, sugoi đúng không? Trong sơ cấp mình sẽ biết đó là sugoi là nếu nhắm lại cái gì đó là nó quá cái sức tưởng tượng của mình, nó có cả iimi và waroimi, có cả nghĩa tốt và nghĩa xấu nhá, đúng không ạ? Sao cứ 50 50 là em chọn ngược, lần sau lại chọn ngược tiếp đi. Nhưng mà có khi cái ngược đấy là vẫn là sai. Vì một khi mình đã đen rồi thì không mê nổi nhỉ. Câu 32, sugoi, chúng ta dùng từ nào đây? Sugoi đầu chia sang sugoku nhỏ để biến đổi sang cái gì đó. Hãy loại cái nào đi à các bạn ơi? Làm đề này vứt não đi thì tốt nhỉ? Ok, vứt vứt não sang một bên, đúng không ạ? Chỉ dùng tay thôi. Sugoi, minasan, yokumemasu ka? Mọi người tiếp đi, 32 chọn 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 3. Ok, so that's nice. Vậy 3 đúng không? Vâng, hãy tin bạn ấy đi đúng không? Bạn ấy chọn câu nào các bạn chọn ngược lại là được, bạn chọn đáp án khác là đúng đấy ạ. Bạn Mộc Miên bạn bảo mọi người tin em đi, 32 em chọn 3 đấy. Đúng rồi, đúng rồi, tin bạn ấy đi vì bạn ấy chọn 3 thì các bạn nên chọn phương án khác ngoài 3 là sẽ đúng bởi vì 3 là sai mất rồi. Hisashiburi đang gặp áp tỏ tomodachi wa insho desu na. Cái người bạn lâu lắm mới gặp thì ấn tượng đúng không? Vẫn giống như xưa, quả nhiên vẫn vậy nhờ. Ồ, đúng như mình nghĩ. Yappari desu na, đúng không? Yappari desu, đúng không? Vẫn như thế nhờ. Bốn à, đã có tụt tên mố rồi, sugoku à. Ok, thế nên là ok bỏ nốt đi vì nó tụt tên mố rồi được. Sugoku, sugoshikata. Được các bạn nhờ. Đúng không? Ôi ngon dã man ý nhờ, đúng không? Người ta dùng choshi để sẽ ngon vãi, ngon dã man nhờ. Đấy, nhưng có tổ tên mối thì người ta không dùng sự gỗ cự như này nữa các bạn nhá. Bốn đúng, sai nó đi. Các bạn tin mình à, mình chỉ nói cho các bạn tin mình à. Các bạn chọn làm phát thì có phải tin mình đâu, đúng không? Ừ. Đúng rồi, người nhà này nói sugoku oshi, mecha oshi có. Nhưng mà đây có tột tên mố thì không đi cùng các bạn nhé. Đấy. Câu 1 ạ. Ok, sugoku komu desu ka? Ok, hoặc câu số 2 này. Moshikoshi de đang cả desu ne. Đã yoku cự nát tạ rồi lại còn sugoku gì nữa nhỉ? Cái này chẳng dùng như này luôn các bạn nhé. Đúng không? Đấy, rất trở nên tốt. Không đúng các bạn nhé. Dame desu. Đáp án chính đây ạ. Desu ne. Đó. Cái xe điện này giờ cao điểm đông kinh đúng không? Đấy, đông kinh như được. Nhờ sugoku komu desu ka? Đáp án là số 1 chuẩn luôn. Câu số 33, nhìn thấy na cạ rồi, vậy nó sẽ là câu 33 mọi người chọn gì? Thấy na cạ phải nhớ ngay đến cái nào nhỏ các bạn nhỏ. Na cạ na cạ đấy chứ. Na cạ đằng sau đi với gì các bạn nhỏ? Đấy có những cái từ mà đi đi kèm với nhau luôn ấy, đúng không? Nhìn thì phát là ra luôn. Vậy nó ôi dồi ôi, câu này đúng còn nó năm rồi. Dù giọng sắp đi ngủ rồi mà, thế nên là cứ mạnh dạn comment đi các bạn. Đúng rồi, câu này á, đâu các thanh niên N5 đâu rồi, đúng không? Nhưng mà đôi khi N5 làm gì để nó ba, làm gì nó cho N5 như này, đúng không? Em mạnh dạn chọn đáp án khác, đúng không? Đấy, đôi khi sai cũng do những tình huống như thế các bạn nhá. Ok, may quá, chúc mừng các bạn vẫn đang học cùng với mình, đúng không? Đấy, tí nữa sẽ mới được đi ngủ, đúng không? Kanji ga muzukashiku te nakanaka oboyare nai, từ này kinh điển luôn nhỉ. Đúng rồi, câu này không cần nhìn nên nó cần là cả đi này mà thường là thể khả năng luôn ấy, mãi mà không thể cái gì đó các bạn nhá. Không cần chữa cho nó khác luôn. Để nhớ luôn là cả các bạn, thấy chưa? Câu số 34 nào. Hay thôi qua xe được. Thôi qua xe, nhớ cái cụm từ này không? Bạn nào mà hay chịu khó viết mail cái thứ này chẳng hạn này, đúng không? Đọc những cái bảng thông tin thông báo của các trung tâm các công ty cái thứ chẳng hạn nên người ta rất hay bắt gặp từ này. Thôi qua xe đấy nhá, đúng không ạ? Câu 34, bạn Nguyễn Huyền chọn đầu tiên này, Nguyễn Huyền chọn 3 đúng không? Tôi qua xe đúng không ạ? Tôi qua xe các bạn đấy mình nói đấy, tôi qua xe đẹp nhất là như kiểu là cái địa chỉ liên lạc các thứ này, những thông tin liên quan đến địa chỉ số điện thoại các thứ của công ty đó, người ta rất hay dùng tôi qua xe. Đấy, khi các bạn có vấn đề gì nhớ liên lạc cái số này các thứ chẳng hạn nhá, đúng không? Đó chính là tôi qua xe. Nhưng trong trường này nó động từ tôi qua xe được, nó chính là chữ đây chữ vấn đúng không? Đây là chữ hợp đúng không? Ừ. Câu 34 vẫn đang có bạn chọn 3, có bạn chọn 4 nào, không biết đáp án là gì đây ta. Số 1 nhá, kono mondai ko koto de đúng không? Cái vấn đề này đúng không? Thì cả lớp đã kiểu như là thống nhất với nhau đúng không? Đấy, như kiểu là gì nhỉ? Matome gì đấy chẳng hạn nhỉ. Đúng không ạ? Đấy hoặc là như kiểu là hỏi ý kiến các thứ này nó dame desu. Chitsubon ga kotae nakata no de, vì không nghe rõ câu hỏi thế nên là hỏi lại nhờ. Ok, môi chế độ kích cực nhờ, đơn giản thế thôi. Họ có thể dùng từ tô. Đấy, thực ra cái từ từ này cũng là câu hỏi các bạn nhá. Thô nó cũng là câu hỏi đấy ạ. Này, thô.
cũng là hỏi các bạn nhá. Đây này, đấy, thu cũng là hỏi các bạn nhá. Đúng rồi, câu số 3 nào. Desu ga kono chikaku no honya de tomodachi to. Đây nó sẽ là machiawase nhỉ? Từ này đúng không? Machiawase đúng không? Đấy, gặp những người bạn của mình đúng không? Ở đâu đấy? Đó, cũng không phải là toyawase, cũng có awase nhưng nó machiawase. Và đáp án chính xác phải là số 4 các bạn nhá. Đấy, ima kara demo nanka heya ga toreru ka hay hotel ne toyawase ta. Đúng không? Bây giờ xem là có thể có phòng không ấy, đúng không? Có thể sử dụng phòng, có phòng nào không chẳng hạn thì mình sẽ liên lạc đến, sẽ gọi đến, đúng không? Đấy, kiểu thế nhá. À, hộ thế được. Ok chưa ạ? Câu số 35, câu cuối cùng, kewashi, đúng không? Chữ này là trong từ nào đây nhỉ? Kewashi trong từ kiken nhỉ? Đấy, đúng không? Nguy hiểm, chữ hiểm luôn này. Hiểm trở, ôi cái này nhớ nhìn thấy hiểm trở là nhìn thấy dốc dít các thứ các bạn nhá. Đấy. Thế nên nhìn rất ra luôn, đâu dốc của các bạn đâu rồi, có cái nào dốc không? Đấy, cứ nhìn thấy dốc rách hầm hiểm trở các thứ là chúng ta phải dùng cái từ kewashi, đúng không? Ơn giời, ơn giời. Đáp án đây rồi. Đáp án số 1 đấy các bạn, à câu số 1 đấy đúng không? Nhìn thấy sensei đúng không? Mailan sensei quá, là thì nó phải đi với kibishi, đúng không? Kibishi các bạn nhá, đúng không? Là kiểu khó tính nghiêm khắc ấy. À, Mailan sensei quá, kibishiku nai desu. Đúng không? Cô Mailan không hề khó tính tí nào, đúng không? Đấy. Tiếp theo đúng không, cái tòa nhà này thì nó phải 15 tầng, là tòa nhà 15 nên nó tòa nhà cao nhỉ. Ồ, đơn giản thôi, tà cài nhỉ. Ok, câu số 4 nào, hay đang có ông độ à, để snack hay đang có ông độ, nhiệt độ nó phải thế nào? Suzushi nhỉ, đúng không? Suzushi đúng không? Suzushi cứ nát tay kita kara hay yasukoshi yasumo, hoặc lạnh đi nữa chẳng hạn, đúng không? Đấy cũng là chi gì đấy nhưng mà suzushi nhỉ. Và đáp án chính xác đây, nó như cái dốc nó cao, nó hiểm trở các thứ gì đấy chẳng hạn nhá. Người ta sẽ dùng cái số 3 này. Kono machi wa kewashi, nó có sakamichi. Sakamichi ga ui, rất nhiều những cái đường dốc luôn ấy, đúng không? Người ta sẽ dùng phương án số 3 chuẩn luôn. Chữ đạo và chữ hiểm ấy hả? Ở đây là chữ hiểm. Đây này, chữ này chữ phản, đúng không? Đấy, phản đạo thì nghĩa là những đường dốc các bạn nhá. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hôm sau mình sẽ chữa tiếp cái phần gì ta? Chữa tiếp cái phần ngữ pháp nhá. Và hy vọng sẽ học cùng được cùng các bạn. Hai, minasan domo arigatou gozaimashita. Yao, mata minasan kore kara mo ganbatte kudasai. Ya, kore kara oyasumi.